mà chăm sóc da mặt để mịn màng, không có mụn là một cái vấn đề mà rất nhiều bà mẹ đã sinh con rồi quan tâm, bởi vì là các bạn sau khi mà đã sinh nở thì cái nội tiết tố nó bị suy giảm. Vậy nên là một cái lời khuyên đầu tiên, nếu mà các bạn không muốn phải uống thuốc hay là phụ thuộc vào thuốc để tăng cái nội tiết tố, thì đó chính là chúng ta sẽ làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết của diện trần để tăng nội tiết tố tự nhiên. Cái dụng cụ để mà làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết đó chính là cây sao chổi. Cây sao chổi này thì có hai đầu, đó là đầu dương và đầu âm. Thường thì các bạn sẽ làm đầu dương để tăng dương. Thế còn nếu mà thấy mụn và thấy nóng quá hoặc là mọc mụn nước trong miệng thì chúng ta có thể dùng cái đầu âm này. Thì bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Đối với buổi tối mà đi ngủ mà các bạn muốn an thần dễ ngủ và cơ thể nó mát mẻ thì chúng ta làm cái đầu ba chạc này nhé. Mình đã có clip hướng dẫn cái đầu một này rồi, thế nên là hôm nay mình sẽ làm cái đầu ba này để đi ngủ cho mát. Vùng mũi thì chúng ta sẽ để cái đầu ba này vào này. Cánh mũi là vùng số 3. Vâng, nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ comment luôn nhé, mình sẽ trả lời luôn. Vùng số 4. Vùng số 5. Vùng số 6 là ở vùng vòng quanh tai này. Và mình sẽ làm cả hai bên. Vậy thì cái tác dụng của 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này, ngoài cái việc là tăng nội tiết tố tự nhiên, thì nó còn giúp cho các bạn điều hòa tim mạch, huyết áp, nó tăng sức đề kháng. Thế và nếu mà chăm chỉ làm đều đặn cái 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này thôi là các bạn đã giúp phòng bệnh rất là nhiều cho cơ thể rồi. Và vừa nãy thì có một bạn có comment và hỏi mình về cái bệnh khô âm đạo, thì các bạn chỉ cần chăm chỉ làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này ngày 2 lần thôi là cái bệnh khô âm đạo nó sẽ được cải thiện và bạn sẽ không còn có cái cảm giác là bị khô rát nữa. Buổi tối thì sau khi có thể là mình làm 6 vùng này xong hoặc không, có những ngày thì mình thấy khỏe rồi thì mình không cần, nhưng mà một cái bước chăm sóc da mặt để duy trì được cái độ láng mịn cho làn da, đó là mình sẽ sử dụng nước muối và dầu dừa. Thật tuyệt vời phải không? Bởi vì mình rất lười sử dụng mỹ phẩm và cũng không có tin tưởng vào những cái mỹ phẩm làm từ công nghiệp. Cho vậy mình thường sử dụng nước muối để rửa mặt. Tất nhiên là mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái sữa rửa mặt quen thuộc của các bạn trước để rửa những cái bụi bẩn đó và da chết. Chứ còn sau đó thì mình sẽ dùng nước muối. Ở đây mình sẽ dùng nước muối đặc. Rồi nhá, nước muối mình sẽ có thể thấm vào một cái bông như thế này. Ta sử dụng cái dụng cụ để làm đẹp. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn giảm cân luôn. Đây các bạn nhìn, đây là sau khi mà mình đã rửa mặt rồi thì cái bông mà dùng nước muối rửa lại nó vẫn còn đen như thế này. Nên lau lại một lần bằng nước nước lọc bình thường. Stop. Cái nước muối này nó sẽ giúp sát trùng những cái vết mụn như thế này. Bàn chải tiên để massage da mặt. Mình sẽ bắt đầu từ vùng trán trước. Kỹ thuật thì rất đơn giản, xoáy tròn như thế này thôi. Cái tác dụng của cây bàn chải tiên này là sẽ giúp hồng hào, lưu thông máu huyết.
khi mà da mặt bạn nó được hồng hào, được lưu thông máu huyết thì nó sẽ căng, mịn và hết mụn. Cái massage mặt này thì các bạn làm chừng 3 đến 5 phút, khi nào mà mình thấy cái da mặt nó hồng hào lên là được. À, khi mà mình đã thấy cái da nó hồng hào lên này. Với cái cây bàn chải tiên này thì mình có thể sử dụng cái lăn đồng này, lăn để cho nó mát trở lại. Có một chất cồn đây. Bởi vì khi mà mình làm cái kỹ thuật massage bằng bàn chải tiên thì nó sẽ làm tăng dương và rất là nóng. Cái dụng cụ bàn chải tiên này thì theo mình là nó khá là khó thay thế, nên là bạn nếu mà không có bàn chải tiên thì bạn có thể là sử dụng 12 động tác xoa mặt cũng được. Sáng thì mình thường là sử dụng 12 động tác xoa mặt. Cái lăn đồng này thì các bạn lăn chừng 1 cho đến 2 phút, khi mà hết thấy hết đỏ lên thì thôi. Tiếp theo là để làm mịn thì có hai cây dụng cụ có thể làm được, đó là cây đĩa bay và cây lăn mắt. Cây đĩa bay này thì cũng rất là hay, nó sẽ giúp làm mịn. Tuy nhiên thì để dùng cái cây đĩa bay này thì thường mình sẽ dùng thêm một chút dầu dừa chấm lên. Thỉnh thoảng thì mình cũng đổi đi, không dùng dầu dừa hàng ngày, bởi vì như vậy thì da nó sẽ bị dầu quá. Nhưng mà hôm nay hướng dẫn các bạn thì mình sẽ sử dụng cây đĩa bay. Cái cây đĩa bay này thì tác dụng của nó là làm láng mịn, giảm nếp nhăn. Trước đây thì mình cười khóe mắt thì nó sẽ nhăn rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ thử cười nha. Đó, cái nếp nhăn nó bớt đi rất nhiều. Cây đĩa bay này thì mình cũng sử dụng chừng 1 cho đến 2 phút thôi. Và mình cũng láng khắp mặt. Cái việc mà các bạn chăm sóc da mặt này hàng ngày á, cái trực quan là mình có thể thấy là da mặt mình rất là đẹp, rất là mịn và sáng. Thế còn cái mà Diện Trần mang lại cho các bạn qua những cái dụng cụ này là cái tác dụng mà chữa bệnh từ bên trong. Mình cũng lưu ý các bạn là nếu mà các bạn nghĩa là khi mà mình lăn như thế này á, mình thấy cái chỗ nào mà nó đau á là mình có thể day thêm. Thì riêng cái động tác mà mình lăn thêm vào cái chỗ đau đấy thôi là nó cũng đã giúp cơ thể mình tự điều chỉnh và chữa bệnh rồi. Đó. Nói mẹ tí nữa mình nhớ nha. Nhớ rồi. Sau khi mà mình dùng cái cây đĩa bay này xong thì sẽ đến phần mà rất nhiều người chờ đợi trong cái livestream tối nay, đấy là giảm béo, đúng không ạ? À, còn một điều nữa là nếu mà các bạn không có bôi dầu dừa và các bạn muốn nhăn nhanh hơn thì các bạn có thể hoàn toàn dùng cái cây lăn mắt hai đầu này.
phần mà giảm béo đúng không ạ? Vừa nãy bạn Kiên có nói là mình gầy quá. Thực ra thì trước đây, trước khi đi học ở Sài Gòn, cái khóa nâng cao của thầy Bùi Quốc Châu thì mình 46 cân, nghĩa là cao 1m6, nặng 46 cân, không phải là gầy quá đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi mà tham gia khóa học, thầy có giới thiệu một cái cây, đó là cây lăn trục. Cây lăn trục thì nó cũng tương tự như là cái cây lăn mụn mà mình có ở đây. Cái cây lăn mụn này thì nếu mà các bạn nào mà dùng để giảm cân thì nó sẽ còn hiệu quả gấp đôi cây lăn trục, bởi vì nó có hai cái trục như thế này. Thế thì một cái chuyện vui ở trong lớp đấy là mình 46 cân thì mình không có muốn tiết thực cùng với cả lớp nữa. Thế do vậy là mình chỉ làm cái việc là cân cho mọi người và ghi cái cân nặng, huyết áp trước khi mà lớp thực hành tiết thực. Thì trong cái tuần mà lớp thực hành tiết thực đó, thầy Bùi Quốc Châu khi mà đi giảng bài thì thầy luôn luôn để cái cây lăn trục, lăn cầu à. Cái lăn cầu thì nó cái tiếp xúc nó hơi ít. Cái lăn trục và cái lăn mụn này thì cái tiếp xúc của nó với da mặt của mình nó sẽ nhiều hơn. Đó. Bạn dùng lăn cầu cũng được. Cũng được nha. Mình nói tiếp này. Thì khi mà trên lớp thầy giảng bài thì ngày nào thầy cũng để cái cây lăn trục đấy ở trước mặt. Và mình ngồi ngay đối diện thầy nên là ngày nào mình cũng sử dụng. Thì cứ ngồi học thì lấy cái cây lăn trục gai đấy lăn khắp mặt như thế này. Và tối nào thì mình cũng lăn như vậy, bởi vì tối nào thầy cũng mang đi và thầy đặt trước mặt ở trên bàn. Bởi vì thầy có nói rằng là cái tác dụng của cái cây lăn trục gai đấy á, đó là nó rất là làm tăng dương và khỏe mạnh. Thế thì thật là kỳ lạ là sau một tuần, khi mà cả lớp kết thúc 7 ngày tiết thực và cân lại, thì cả lớp đều giảm cân và mình cũng giảm mất nửa cân sau một tuần. Thì cả tuần đó mình sinh hoạt bình thường, ăn uống bình thường và rất là điều độ. Nhưng mà một cái điều lạ kỳ là chỉ dùng mỗi cái cây lăn mặt này thôi thì mình đã bị giảm mất nửa ký. Thế thì cái kỹ thuật mà để lăn nó cũng rất là đơn giản, là lăn khắp mặt như thế này. Vâng, cảm ơn anh Vũ Văn Hội đã dành rất nhiều like và trái tim. Bây giờ mình sẽ nói thêm một chút là bây giờ các bạn muốn giảm béo ở đâu thì sẽ lăn nhiều ở đó. Các bạn cứ thắc mắc là giảm béo toàn thân mà lại chỉ lăn mặt. Vâng, diện trần thì luôn luôn có những cái điều kỳ lạ như vậy. Và nếu mà các bạn cứ thử nghiệm một tuần chỉ lăn cái cây lăn mụn hoặc là cái cây lăn trục này khắp mặt thôi, thì các bạn sẽ thấy là bạn sẽ giảm cân toàn thân. Và một cái điều nữa trong cái tuần mà mình giảm cân bằng cái cây lăn này đó, đó là lăn thấy không đau chị Thảo. Đó là mình trong cái tuần trước á, trước đó 2 tuần thì mình có chơi thể thao, tức là mình tập bơi rất là nhiều, cái cường độ rất là nặng, thì cái hai cái cánh tay này nó bị căng cơ và nó rất là đau. Chữa bằng diện trần nhiều cách nhưng mà nó cũng không có hết mỏi. Thì khi mà cái tuần mà mình tiết thực, cái tuần mà mình lăn cái cây này á khắp mặt ấy, thì cái triệu chứng mỏi tay nó cũng biến mất. Vì vậy mà riêng cái cây lăn gai này của thầy Bùi Quốc Châu thì ngoài cái tác dụng là giảm cân, làm khỏe mạnh gân cốt, thì nó còn chữa những cái bệnh về mỏi cơ nữa đó. Và bây giờ mình nói thêm một chút, thì trong cái đồ hình phản chiếu của diện trần, thì bây giờ mình nói thêm một chút này. Bây giờ bạn muốn giảm mỡ bụng đúng không ạ? Thì các bạn nhìn cái đồ hình diện trần ở đằng sau lưng mình. Thì phần trên mặt này
nó là cái đầu đúng không ạ? Thì hai cung mày là hai cánh tay. Bây giờ nếu mà bạn muốn giảm mỡ ở hai bắp tay thì mình sẽ lăn nhiều ở hai cung mày. Đó. Mình muốn giảm mỡ ở mông, mình sẽ lăn cùng cánh mũi. Đâu mất lịch sự con, mặc áo vào. Ông nội đang xem con á. Mình muốn giảm mỡ ở đùi thì mình sẽ lăn hai cái phần ông nội đang xem hai bên má. Muốn giảm sẽ lăn kỹ cái vùng quanh miệng này. Vâng, xin lỗi quý vị khán giả, bạn Tôm đang thay quần áo và rất mất lịch sự. Thôi ạ, giảm béo thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Bí quyết là các bạn sẽ có một cái dụng cụ này để giảm béo. Mình thì cũng không lăn thêm nữa, bởi vì một lưu ý là nếu mà các bạn muốn giảm béo thì nên lăn buổi sáng. Bởi vì buổi tối mà lăn cái cây lăn gai này á thì rất là tỉnh táo và khó ngủ. Rồi các bạn còn hỏi gì nữa không? Mình đang chờ đợi câu hỏi. Đây là một cái chia sẻ thực tế từ bản thân mình, đã bị giảm mất nửa cân sau một tuần lăn cái lăn gai này. Thế do vậy các bạn cứ thử áp dụng và chia sẻ lại cho mình cái hiệu quả giảm cân từ cây lăn gai này nhé. Và nhắc lại một chút là cái cây bàn chải tiên lăn đồng này thì cái tác dụng mà làm mịn da mặt và hết mụn thì cũng rất hiệu quả. Chúng ta có thể thường xuyên sử dụng hai cái dụng cụ này, một cái để làm giảm cân, giảm mỡ thừa, một cái để làm mịn da mặt, hết mụn, và cái dụng cụ cây lăn mắt hai đầu để làm láng mịn da mặt. Bí quyết hết giãn mạch máu trên mặt. Về cái giãn mạch máu trên mặt thì mình có hai dụng cụ, đấy là lăn đinh và cái lăn gai này. Trước tiên là mình sẽ dùng cái lăn đinh này trước. Sau đó thì mình sẽ dùng cái lăn gai này. Và kỹ thuật lăn thì cũng tương tự như là mình vừa hướng dẫn làm đẹp thôi. Đó, chỗ nào mà bị giãn thì mình sẽ lăn nhiều hơn. Đó, mình sẽ lăn khắp mặt như vậy. Sau đó thì mình chuyển sang cây lăn gai để chữa cái bệnh giãn tĩnh mạch trên mặt. Tương tự như vậy thôi, rất đơn giản đúng không ạ? Và ngoài ra thì mình có thể là bấm một vài cái bộ huyệt mà hỗ trợ, ví dụ như là bộ bấm huyết. Chị Diễm Thương có làm trắng được không? Làm trắng thì thứ nhất là chị phải có một làn da khỏe thì nó sẽ trắng. Làn da khỏe thì mình cần phải chăm sóc như là em hướng dẫn từ đầu clip đến giờ. Thế còn ngoài ra thì mình sẽ bổ sung một số những cái thực phẩm mà giúp làm trắng mà có nhiều vitamin các loại. Ví dụ như là rau gì ta, trụ ngây này, rồi cải bó xôi. Đó thì là những cái rau mà nó có rất nhiều dinh dưỡng để có thể mà giúp cho mình có một cái làn da khỏe. Ngoài ra thì dưỡng trắng thì chị nên sử dụng các loại từ thiên nhiên, ví dụ như là tinh nghệ trộn với lại sữa chua không đường. Trước khi mà vừa mới xuống sân bay á, thì người đầu tiên mà em gặp đấy là chị massage da mặt cho em, bởi vì đó là đi về một cái chuyến hành trình dài á, thì mặt da nó bị rất là đen. Thì chị cứ thử sử dụng cái tinh bột nghệ trộn với sữa chua không đường để massage mặt hàng ngày, một tuần 2 lần thì nó cũng sẽ lên tông trắng cho mặt rất là nhanh. Chị nám ấy ạ, thì cái cây bàn chải tiên này sẽ chị nám rất hiệu quả, bởi vì cái tác dụng chính của cây bàn chải tiên này là giúp lưu thông máu huyết, tuần hoàn máu trên da mặt. Do vậy là những người mà bị nám thì cái việc tác động ở trên cái vùng da mà bị nám ấy sẽ nhiều hơn.
dụng cái kỹ thuật mà xoáy tròn này nhiều hơn. Và mình kết hợp làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết để tăng cái nội tiết tố tự nhiên lên thì cái nám nó sẽ hết. Trần Thị Hương, da khô thì làm thế nào? Thì cái việc mà mọi người ăn uống này rồi làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết nó cũng sẽ giúp cải thiện da rất là nhiều. Thế và em nói lại một chút về cái nguyên tắc uống nước để mà da đủ nước. Đó là buổi sáng thì mọi người uống 500ml nước sau khi thức dậy. Và trong ngày thì cứ bất kỳ lúc nào khi mà mọi người đi vệ sinh thì mọi người sẽ uống lại bù một cái lượng nước mà mình vừa mới đi. Thì nó sẽ giúp mọi người nhắc cho cơ thể là đủ nước và không có bị thiếu nước. Thế còn nếu mà mình đã áp dụng tất cả những cái cách đấy, ví dụ như là uống nước rồi làm 6 vùng phản chiếu rồi rửa mặt bằng nước muối mà nó vẫn không hết khô thì chị inbox lại em sẽ tư vấn cụ thể hơn cái trường hợp da khô của chị nhá. Nhã Trúc, em mới sinh được 7 tháng. Chị da túi màu tàn nhang. Bạn Nhã Trúc sinh được 7 tháng thì bạn sử dụng hoàn toàn cái phần mình hướng dẫn chăm sóc da mặt từ đầu đến giờ thì vừa tốt cho mẹ và vừa tốt cho cả em bé nữa. Nếu mà bạn còn cho con bú. Muốn tăng cân thì mình sẽ ngoài cái việc là làm, mình không nên làm cái cây lăn gai này bởi vì lăn gai nó sẽ làm giảm cân. Thì mình làm thêm cái bộ đó là bộ bổ ấm huyết. Và một cái bài nữa mà để tăng cân đó là cái bài dương thang. Lát nữa thì em sẽ up cái đường link clip của cái bài thuốc dương thang để giúp mọi người tăng cân hiệu quả hơn.
duy trì được cái việc chăm sóc da mặt đều đặn để có cái kết quả phản hồi cho mình, cũng như là giới thiệu đến người thân, bạn bè, để mình không có bị phụ thuộc vào mỹ phẩm mà vẫn có một cái làn da khỏe mạnh, căng mịn, không có nếp nhăn, không mụn và có một sức khỏe tốt nhờ các cái kỹ thuật và các dụng cụ của Diện Trần nhé. Vâng, xin chào các bạn.